ba mẹ mất em tự đi lập tự đi làm rồi mới vô nhà hàng ở bao ăn ở mới quen chồng làm đầu bếp. Hai đứa quen rồi không có làm đám cưới là đám giỗ ba về tổ chức tiệc nhỏ thôi, rồi hai đứa có bé thì làm có tiền thì cũng cắt nhà rồi. Ba bé có vợ khác bỏ nên là em tự nuôi bé. Có thiệt là trong trắng luôn á hả? Dạ em trong trắng chưa ai bóc tem hết à. Phòng Messi ISO 9001 luôn á. Có nắm tay ai chưa? Dạ chưa chưa giờ em mà nắm tay. Ưu điểm khuyết điểm gì Lương Quyền? Cái ưu điểm của em là gọn gàng, sạch sẽ và mê con nít ạ. Còn cái nhược điểm của em là ngay thẳng hết rồi. Em ở Phú Mỹ thì em ở với ai? Dạ em ở với ba em, ba em ở dưới Khánh Đài với mẹ em. Ba mẹ với Dạ. còn mấy anh chị em nào? Dạ còn nhà em được 5 anh chị em mà giờ là đi làm công ty xí nghiệp hết rồi. Nhà nhà gái có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Ưu điểm thì cô không biết, nói tối ngày chỉ đi làm thôi, chủ nhật vẫn đi làm chứ cô không biết được. Ở về thì giữ con bé thôi chứ em không đi đâu. Không có thời gian đấy. Rồi mình có khuyết điểm gì không? Cũng không biết được nữa, tại từ nhỏ đến lớn là ba mẹ mất sớm nên là tự lập mà. Em ở Bình Dương là ở với ai? Em ở Dương bé gái 3 tuổi. À, ở với con hả? Dạ. Em nói về một chút xíu về đường tình duyên của mình đi. Ba mẹ mất em tự đi lập tự đi làm rồi mới vô nhà hàng ở bao ăn ở mới quen chồng làm đầu bếp. Hai đứa quen rồi không có làm đám cưới là đám giỗ ba về tổ chức tiệc nhỏ thôi, rồi hai đứa có bé thì làm có tiền thì cũng cắt nhà rồi. Ba bé có vợ khác bỏ nên là em tự nuôi bé. Tụi em chia tay lâu chưa? Dạ 2 năm. Lúc bé được 9-10 tháng là ảnh làm có tiền thì đi quen người khác rồi bỏ. Rồi ba nó có chu cấp cho con không? Dạ không, đứa nào nuôi thì đứa đó tự lo. Rồi mình cũng không cần đâu, mình làm được hết Dạ. tất cả những chuyện đó, không sao hết, không khóc nữa nha. Bây giờ mình đang tiến tới một cái mối tình mới đây. Còn Lương Quyền thì đường tình duyên em sao? Nhờ chương trình giới thiệu em hy vọng là đây là mối tình đầu tiên của em được thành công tốt đẹp từ nhỏ đến lớn giờ là em lúc em tuổi dậy thì đến bây giờ là chưa có mối tình bắt vai nào hết Trời đất ơi. ham đi làm vậy không À vậy đó à, lo chăm lo đi làm để dành tiền để có mối tình xứng đáng này mình tiến tới hôn nhân luôn À để dành tiền giờ đủ lấy vợ chưa? dạ đủ rồi tiền đủ chứ lấy vợ rồi À nhưng mà có ai thích mình không, có ai tới với mình ngỏ lời với mình không? đi làm công ty thì rất là nhiều người hỏi ăn mời uống cà phê mà em không có chịu, em không đồng ý tại vì em giờ chăm lo đi làm để kiếm tiền cái đã. Nhiều khi người ta mời uống cà phê, người ta mời chơi 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 thôi mà người cũng từ chối luôn. Sống thiệt thà nên em sợ bị lừa gạt này kia đấy. Sợ bị lừa vậy? Sợ bị lừa, Sợ bị lừa tình hả? sợ bị lừa tình mới là sợ đánh mất cái sự trong trắng của mình. Mà hỏi thiệt là trong trắng luôn á hả? Dạ em trong trắng chưa ai bóc tem hết à. Phòng Messi ISO 9001 luôn á. Có nắm tay ai chưa? Dạ chưa chưa giờ em mà nắm tay người gái con gái là em run 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 lên giống cái điện giật thế đó. À, hôm nay em đến cũng rất là cảm ơn anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Rồi em có chế bài thơ này là mất 3 năm em chế được một bài thơ này rất là ý nghĩa luôn. Em chúc mấy bạn ở dưới khán đài với là anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan cứ như vậy sau đến hết cuộc đời là con tim đầy tình, xe đầy bình xăng, măng đầy lu, tiền đầy tủ và sức khỏe đầy đủ à. Trời ơi, cảm ơn em. Bên kia người ta có gia đình rồi, có một đứa con rồi, là một bà mẹ đơn thân, em thấy thì sao? Là như vậy là em càng thích à, em không có quan trọng là có con hay không với lại lớn tuổi hay không, tại vì như vậy mới chững chạc được à, mới chững chạc mới đi Rồi, đến vậy được khỏe. sau này được à. Chào em gái. Dạ. Làm việc như vậy rồi có đủ chăm lo cho con với gia đình của mình không? Tùy tháng tăng ca nhiều thì thu nhập vẫn có thể tiết kiệm thì nó cũng sẽ đủ. Ví dụ giờ về Phú Mỹ phụ bán hoa phụ giữ xe rồi được không? Biết ta có chịu em không? Biết ta có chịu em không? Trời, Bây thật sự tôi giờ thương cô gái này quá. em muốn có người chồng như thế nào nè? Em thì miễn thương em với con lo vợ con thôi, chấp nhận con bé tại vì nó cũng tội nó lắm. Cái vấn đề mà dành tình cảm cho con với vợ là cái đó em làm được, rất là được luôn à. Rồi, hoan nghênh em luôn. Suy nghĩ rất là tích cực luôn ha. Nhà gái đi với ai cưng?
Dạ nhà có mình em mà không có cha mẹ hết, gia đình cũng có con một thôi. Thôi, thôi. Ừ. Không khóc nữa. Nha. Nhà trai đi với ba phải không cưng? Dạ, em đi nhà trai. Rồi, xin mời đại diện nhà trai. Trước hết cùng thay mặt gia đình chúc MC Quyền Linh với Ngọc Lan, với quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Dạ. Tôi là bố của Quyền, con của chú là nó lớn lên nhưng mà tính tình rất là thật thà. Đó, cũng không có ăn nhậu bao nhiêu đâu, chỉ có lo ăn lo làm. Giờ cái hẹn hò này này là một bên á, thì ở trên Bình Dương ở đây, đứa ở Vũng Tàu. Bây giờ hai con á, làm sao mà tạo điều kiện để sự tìm hiểu nó sớm, chừng nào thì hai chừng đó thôi. Nếu mà hai con tạo điều kiện cho nhau trong cái buổi hẹn hò này thì cứ bấm nút đi. Nếu mà nói với con Kiến á, thì bây giờ con đã có một đứa con, nó thì thanh niên mới lớn lên thì chưa vợ đấy. Nhưng mà nó đã chấp nhận thì với ba ở đây cũng phải chấp nhận theo con đó. Xin cảm ơn chương trình. Rồi, dạ, cảm ơn chú. Thôi, bây giờ chuẩn bị mở rào ra cho hai bên gặp mặt ha. Mở rào. Trời ơi, cẩn thận không? Mừng ngày lần đầu gặp em. Cẩn thận ghê chưa? Đó, bước qua đi Quyền. Lần đầu tiên gặp em không có gì cái bó hoa này, là tối hôm qua anh lựa từng bông, anh gắn kép được bó hoa này tặng cho em làm kỷ niệm. Ờ, cái chân em bị sao vậy Quyền? Dạ, chân em hồi nãy quên nói với anh Quyền Linh với quý vị biết là em bị tai nạn trong nghề nghiệp đi bảo vệ, bị tai nạn, giờ em nghỉ nên em mở dịch vụ giữ xe. À, dạ, rồi. Ở nhà dịch vụ giữ xe. Rồi, dạ. Bây giờ mình ngồi đối diện với lại em gái đi. À, chào em. À, em thấy anh sao, nói chung anh thấy em là tuyệt vời rồi đó, nhưng mà anh nói thiệt với em á là sợ em chê anh là anh bị đi như vậy thôi, tại vì anh không phải là bị từ nhỏ mà xui rủi trong cái nghề nghiệp mà làm ăn thôi. Em mà không chê anh thì gắn kết được với anh á, thì anh sẽ làm bờ vai vững chắc được cho em nương tựa suốt đời này. Những điều anh muốn em làm với anh là chỉ cần em làm vợ anh thôi, còn mọi công việc để anh làm cho.